Hello, xin chào tất cả anh em, tôi là Trịnh Đình Mạnh. Hello, xin chào tất cả anh em, tôi Hương Hai Cây. Vâng, chào mấy em đã quay trở lại với channel của tôi. Thì hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ ăn lẩu anh em ạ. Nhưng mà không ăn lẩu bình thường nhá. Anh em chúng tôi sẽ ăn lẩu trên mái nhà, trên nóc nhà nhá anh em. Đây, anh em nhìn xem. Lẩu đây. Cho anh em xem nhá. Đây anh em. Đây là trên nóc nhà tôi nhá. Rồi, anh em ngắm quê hương của tôi đi. Có đẹp không anh em? Anh em. Ở chỗ này là may là có một cái chỗ để anh em chúng tôi có thể ngồi được. Đây, có một cái chỗ là bục đổ bê tông ấy thì anh em chúng tôi sẽ có thể ngồi ăn trên này được. Rất chi là thoải mái anh em ạ. Ngay phía trên mái nhà rất mát mẻ, rất ấm. Mùa đông rất ấm anh em ạ. Hôm nay có một xíu xíu nắng nữa, rất là ấm luôn. Hôm nay anh em chúng tôi là ăn lẩu trên mái nhà đây. Có chất không anh em ơi? Tuyệt vời. Rất ấm. Trời ơi, kìa đi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái nồi lẩu của mình nha. Đấy, anh em mình ăn đơn giản thế thôi. Rau nè. Thì đây chỉ có đậu, thịt bò. Hương Hai Cây giới thiệu cái lẩu đi. Đây là các món ăn của anh em tôi: thịt bò, mực, tôm và ngao, thêm một chút đậu phộng. Đấy. Rau thì có rau gì nhỉ? Cải cúc. Nấm. Nấm. Nói chung là nhiều loại rau lắm. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ uống với Coca như nhau. Anh em tôi không uống bia, uống rượu gì cả. Uống Coca thôi. Uống nước ngọt ăn cho ngon miệng anh em ạ. Đấy. Thì đấy. Đó là nồi lẩu của anh em chúng tôi. Đấy, không phải không khung cảnh quê tôi đấy. Wow. Đây nha. Thì bây giờ anh em chúng tôi thì bây giờ xin mời tất cả anh em là cùng dùng bữa với chúng tôi nha. Xin mời tất cả anh em dùng bữa chúng tôi nha. Wow. À, cái miếng cày ạ. Xin mời tất cả các anh em. Nồi lẩu của anh em tôi đã sôi rồi anh em ạ. Đây anh em là chúng tôi đang bỏ đồ để chuẩn bị ăn đây. Sôi rồi anh em, anh em thấy bốc khói không? Anh em thấy không? Thấy bốc khói không? À. Ngồi trên này cảm giác rất thoải mái, rất là thú vị anh em ạ. Vừa ăn lẩu vừa có thể ngắm thiên nhiên, ngắm phong cảnh rất là đẹp anh em ơi. Đây. Với lại trên này có gió này anh em ạ. Nên là chúng tôi phải chắn mấy viên gạch anh em. Chắn mấy viên gạch để gió đầu này nó không tạt vào được. Đấy. Anh em tôi phải chắn mấy viên gạch nữa. Mời tất cả anh em dùng Coca với tôi nhé. Quá anh em. Vừa có thể là
ăn lẩu, vừa ăn uống vừa ngắm phong cảnh, rất là tuyệt vời luôn, rất feeling, tuyệt vời, rất tuyệt vời. Hôm nay là có một chút nắng thôi nên là nó cũng hơi ấm anh em. Rồi thôi rồi, chỉ tiếc là tôi là chưa sắm được flycam anh em, chưa có chi phí để sắm flycam, nếu không thì quay trên cao xuống thì còn sẽ còn đẹp hơn nữa đấy. Rồi đấy, anh em thấy ngồi ăn trên này nó có chất không anh em? Nếu anh em cảm thấy hay, đừng tiếc một like, một share, một đăng ký kênh nhé. Đừng tiếc một like anh em, không mất thời gian của anh em đâu. Hãy luôn luôn ủng hộ tôi để tôi có thể là sản xuất ra những video hay, càng ngày càng hay thêm nữa để phục vụ cho tất cả anh em giải trí nhé. Thế đâu đi? Rồi, thì bây giờ là mời tất cả anh em dùng bữa với tôi nhé. Xin mời tất cả các anh em. Này đã ấm ấm trời. Mời tất cả anh em nhé, tôi làm miếng đậu đây. Nắm này ạ. Nắm được chưa bác? Được rồi. Wow, ngon. Ngon quá anh em ạ. Đúng là một địa điểm lý tưởng. Ngồi ăn lẩu ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Mai mốt cứ vậy mà ăn đi. À, đi được mùa tán thì bỏ ăn lâu nữa đó. Nhưng được, cá cá ăn ăn, cá cá là cực khổ. Này ăn được chưa? Bạn tái bạn cái gì, bạn ăn gì? Đây, thịt bò đây anh em. Ôi, ôi. À. Mời tất cả anh em nhé. Ngon quá. Ok anh em ơi, thì sau một hồi ăn uống no say thì chúng tôi đã ăn hết rồi. Đấy, xong xuôi hết cả rồi đây anh em. Hết cả rồi. Đó, chiến trường. Đó, anh em chúng tôi đã ăn xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì trời nó hơi tối tối xuống rồi anh em. Nó hơi râm râm rồi ấy. Nên là nó hơi lạnh một chút xíu thôi. Chứ không phải là lạnh lắm. Hơi một chút thôi. Không phải lạnh lắm. Thì anh em chúng tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của chúng tôi. Thì hẹn tất cả các bạn ở video, những video tiếp theo nhé. Nếu anh em thấy hay thì đừng tiếc một like, share, đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, bye bye. Tạm biệt các bạn.